qua, Văn phòng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế đã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về đề án tăng cường thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia buổi tọa đàm có các đại diện bộ, ngành, các địa phương, cơ quan báo chí, các hiệp hội, ngành hàng. Theo ban tổ chức, đề án tập trung vào các điểm mới trong thông tin tuyên truyền, chuyển dần trọng tâm từ tuyên truyền hội nhập bên ngoài sang hội nhập bên trong, tức là chuyển thông tin từ tuyên truyền về các hiệp định, các cuộc đàm phán sang tuyên truyền về các tác động của hội nhập với nền kinh tế. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tập trung vào việc đánh giá những tồn tại, hạn chế thông tin tuyên truyền trong hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới phương thức và trọng tâm ưu tiên trong thông tin tuyên truyền, sự liên kết giữa các bộ, ngành, hiệp hội, ngành hàng, địa phương và cả doanh nghiệp. Tọa đàm sẽ tiếp tục được tổ chức lấy ý kiến tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Sau đó các ý kiến đóng góp sẽ được Văn phòng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tổng hợp chỉnh sửa trình Thủ tướng Chính phủ.